Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế là một nội dung quan trọng của quá trình cải cách và hiện đại hóa ngành thuế trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành. Do đó, Cục Thuế tỉnh An Giang tập trung thực hiện các biện pháp tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận đầy đủ các chính sách pháp luật về thuế, nhất là các chính sách hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Năm 2022, Cục Thuế tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế có hiệu quả. Trong đó, tập trung tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thuế, tập trung vào những chính sách thuế sửa đổi bổ sung liên quan đến người nộp thuế, các văn bản hướng dẫn luật quản lý thuế, phổ biến tuyên truyền về hóa đơn điện tử, lợi ích của việc sử dụng hệ thống điện tử ETAS, ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động ETAS Mobile để khai nộp thuế, đồng thời phổ biến cho các đối tượng là hộ gia đình, cá nhân biết thực hiện thủ tục hành chính thuế, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai, lệ phí trước bạ trên cổng dịch vụ công quốc gia. Cục Thuế tỉnh chủ động cung cấp thông tin, bài viết cho cơ quan truyền thông đăng trên báo đài truyền hình, hệ thống truyền thanh địa phương, viết các tin bài đăng trên trang thông tin điện tử, cửa chính sách pháp luật thuế qua địa chỉ email doanh nghiệp để người nộp thuế dễ dàng tiếp cận, nắm bắt thông tin về chính sách pháp luật, thủ tục hành chính thuế khi có thay đổi. Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức, tập trung hỗ trợ qua điện thoại, giải đáp qua email, kênh hỏi đáp trên thuế điện tử để kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế trong quá trình tuân thủ pháp luật thuế. Hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đầy đủ các thủ tục về thuế để hưởng chính sách hỗ trợ của Quốc hội và Chính phủ. Ngoài ra, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức và ý thức phục vụ nhân dân. Công chức ngành thuế phải có thái độ thân thiện, hòa nhã, lịch sự, hỗ trợ, hướng dẫn tận tình, chu đáo khi tiếp xúc với người nộp thuế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực thi công vụ đối với công chức thuế, đặc biệt là công chức các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế.